Đúng rồi, Vườn Lan Hương Hương. Điều đó là đương nhiên, em ví dụ em mới đầu tư một cây Long Khánh thôi, em đầu tư từ trước người ta thì bây giờ em đã có một cái chậu Long Khánh rất là to và bốn cái cây đúng không? Chậu này giờ hơn 60 cm rồi. Nhất vườn. Em quyết quyết định quyết quyết đoán trước người ta thì em có trước. Đúng không? Có trước thì giờ đã có cái chia sẻ rồi, đúng không? Và còn một chậu nữa. Ví dụ anh em bây giờ anh em có một cái cây cây bất kỳ nào đó mà có trước người ta, giống ít, giống hiếm, giống quý, giống VIP, đúng không? Thì khi mà thị trường có cái sự tăng đột biến đấy, thì là lượm lúa. Tùng nói thật với anh em luôn, Tùng đầu tư rất là nhiều, nhưng anh em muốn tin là Tùng sẽ về bờ một cách ngoạn mục không? Tại vì Tùng đã chuẩn bị được rất nhiều con giống quý hiếm luôn, và tương lai sẽ nhân tiếp cho nhiều hơn. Vấn đề Tùng về bờ nó là đương nhiên, mà Tùng về bờ là nó rực rỡ anh em nhé. Đó là công sức của Tùng, và Tùng tin và hy vọng điều đó sẽ xảy ra, cũng như mình luôn hăng say lao động sản xuất trong cái ngành hoa lan này để đạt được cái nguyện vọng đó, để đạt được cái mong muốn đó. Chứ còn bây giờ mà Tùng cứ đi chơi, Tùng cứ cà lơ phất phơ, Tùng không chăm cây, Tùng không sưu tầm thêm những con giống thì làm sao mà Tùng có cửa về bờ, làm sao Tùng có cửa thành công? Không kích nha Vườn Lan Hương Hương ơi, giờ kích là hỏng cả cây nhá. Cây mà dính thuốc vô thì mấy cái này không làm được đâu. Đừng có tham, tham là thâm. Bây giờ em tham em làm được đây một vài cây mà nó mất luôn trên này là 5 7 lá, đúng không? Thay vì để nguyên cái này á là một tháng đi 20 30 sen, đúng chưa? 20 30 sen em ra bao nhiêu lá, bao nhiêu cây. Còn em đụng vào đây cái nhiễm thuốc cái nó dừng hoặc là nó kém đi. Chớ dại nha, tham là thâm nha. Tham là thâm. Đừng có tham. Chào bác Hùng Nguyễn nha. Ok Châu Mai, bình thường bác cứ lên sao Hỏa đi nhá. Châu Mai, chào anh Dũng Ga, chào anh Dầu Phùng Bá Thanh, chào anh Dầu Phùng Bá Thanh. Anh em mình sẽ đạt được những ước mơ, những nguyện vọng nếu như anh em mình luôn cố gắng, luôn nhiệt huyết, đúng không? Luôn hết lòng, hết mình với công việc, với con đường mình đã chọn. Giống như bây giờ trước tôi yêu thơm, tôi tấn công thơm, à không phải tấn công mà gì ta, tán tỉnh thơm. Đấy, sau khi mà tìm đến thơm rồi á thì hả, rung động ghê lắm, yêu dữ dằn lắm. Nhưng mà mới biết một điều là phía sau đó là bốn chàng trai con nhà đại gia, toàn thằng giỏi, thằng giàu, thằng đẹp trai, thằng trẻ, không trẻ hơn mình, đang 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 yêu yêu thơm, đang tán tỉnh thơm. Thế nếu Tùng không cố gắng, không hết mình hết lòng, không nhiệt huyết, Tùng đâu có cua được thơm, đúng không? Thơm thì đây lấy thằng khác hơn mình, đúng không? Lấy thằng khác yêu thơm hơn mình, đúng không? Đi lấy thằng khác quan tâm hơn mình, cố gắng hơn mình, nhiệt huyết hơn mình, đúng không? Cho nên là cái việc mà bây giờ anh em mình trong bất kỳ một ngành nghề nào, bất kỳ một công việc nào luôn, không yêu, không cố gắng, không chiến đấu hết mình, không quyết tâm thì Tùng khẳng định không bao giờ thành công. May mắn thành công nó chỉ được một phần nhỏ thôi. Ok em gái Vừa Lan Ngọc Anh nhé. Chào Linh Nguyễn nha. Đúng rồi anh em. Bây giờ một số anh em làm nhà hàng giống như tôi đấy, đợt dịch vừa qua gọi là không thể chịu nhiệt nổi, không thể cố gắng được, thì có phải anh em nghỉ không? Mà anh em nghỉ á, nghỉ làm nhà hàng thì tôi lại có thêm cơ hội, đúng không? Cái số người mà đặt tiệc cưới á,
thì người ta đi khắp thành phố Dĩ An và các vùng lân cận ở đây người ta đặt. Nhưng bây giờ cứ một ông hay 10 ông mà nghỉ thì cái mật độ vào nhà tôi lại nhiều hơn. Vì tôi cố gắng gồng, tôi quyết tâm, tôi theo đuổi nghề. Đúng không? Còn ông nghỉ, ông đi làm nghề khác thì tôi lại có thêm cơ hội. Ví dụ vậy, các cái mỏ đá vậy. Bây giờ 5 mỏ mà mất 3 ông là chịu nhiệt không nổi trong đợt dịch vừa qua. Nào là công nợ, nào là không cố gắng quyết tâm. Đấy, một số ông bỏ thì 3 ông còn lại là có cơ hội. Đúng không? Nuôi trồng lan cũng vậy luôn. Bây giờ Tùng nói thật luôn, một số anh em nhìn thấy ông này ông kia bỏ tháo vườn lan không chơi lan nữa là lo, là sợ, là ngại. Còn đối với Tùng, Tùng lại bình thường. Nói quá là một tí Tùng lại càng vui. Tại vì cứ người ta bỏ đi thì mình lại có thêm cơ hội. Xin lỗi anh em nhé, bây giờ Tùng bật mí luôn câu này này. Hôm nay đây, mình nói trước màn hình luôn, cho dù anh em có lưu lại màn hình này thì Tùng vẫn không có gì là phải hối hận về câu nói của mình. Ngoài cái việc mà trong làm ăn hay trong bất kỳ một cái tình huống, một sự việc nào mà anh em chúng ta không cố gắng, không kiên trì, không quyết tâm, không phấn đấu, không hết lòng hết mình vì công việc đó, vì sự việc đó, chúng ta không bao giờ thành công. Đúng không? Còn nếu như chúng ta mà cố gắng quyết tâm chúng ta hết mình rồi mà nó chưa đạt được nguyện vọng của mình thì chúng ta cố gắng thêm một lần nữa. Tôi tin là một vài lần như thế nó sẽ thành công. Đấy đoạn nào rồi? Đang tin nói cái đoạn nào đây này? Chào Đỗ Việt Hùng nhé. Ok, Phùng Bá Thành. Chào em trai Vinh Quang. Đấy, rồi trong cái việc mà cây hoa lan cũng vậy luôn. Chừng nào mà con người không thích hoa nữa, chừng nào mà con người không thích cái đẹp của các loài hoa nữa, trong đó có hoa lan, thì người ta mới không chơi lan. Anh em ạ, tôi nói thí dụ bây giờ một cái kỳ mà bán 100 triệu cho một người, thì bây giờ tôi làm ra 10 kỳ tôi bán có 10 triệu cho 10 người. Còn một cái câu này đang đây, nhớ tới câu nói này này. Một số anh em cho rằng là có hàng trăm hàng ngàn anh em không chơi lan nữa. Xin lỗi, ok, bạn đi không chơi nữa, bạn đi làm việc khác. Không đầu tư nữa, bạn đi đầu tư cái khác. Nhưng cái lớp đó nó bỏ đi lại có cái lớp khác nó nghiện. Lớp khác nó đam mê, nó lớn lên nó đam mê. Anh em hình dung chưa? Cái lớp đó nghỉ đi thì lại có lớp khác chơi. Cái lớp đó nghỉ đầu tư thì có lớp khác đầu tư. Anh em hình dung chưa? Quan trọng là khi mà tôi và tất cả mọi người thấy được cái lợi nhuận của nó, thấy được cái tiền là nhào vô hết. Thậm chí người cũng quay lại bình thường. Trời ơi, trong bất kỳ một cái xã hội nào, ông tổng thống này có chết đi thì có ông tổng thống khác lên cơ mà. Đúng không anh em? Bây giờ mấy ông nó không chơi nữa thì có cái lớp khác họ đầu tư, lớp khác họ chơi. Chẳng có bây giờ là tiền nó chưa có thôi. Đúng không? Chứ đâu phải chỉ có bấy nhiêu người chơi loanh quanh đâu. Cho nên bây giờ nhiều khi á, ông cũng bán một kỳ, tôi cũng bán một kỳ. Ông bán 4 triệu, tôi bán 5 triệu, nhưng người ta lại mua tôi. Vì người ta có niềm tin ở tôi. Và gì? Cái kỳ của tôi đẹp hơn, kỳ của tôi chuẩn giống. Còn kỳ của người kia chưa chắc đã chuẩn giống và không đẹp hơn. Và người đó không uy tín bằng tôi. Đúng không anh em? Hoặc là anh em mua một cái kỳ của một cái người mà người ta không uy tín đi, hay là cái bọn bắn lừa đi, sau này nó không chuẩn giống, khiến cho anh em đó mất lòng tin. Còn mua cây của tôi và một số anh em uy tín khác á, cây hoa nở tại vườn nó cứ thế mà chăm sóc nhân giống ra. Đây, như cái kỳ này tôi hỏi anh em như bây giờ. Đây này. Một cái kỳ kinh bắc như này mà trả tôi là 199 triệu tôi không bán, phải 222 triệu trở lên tôi mới bán. Kinh bắc đấy. Cho nên là anh em hết sức bình tĩnh. Cái loại kinh bắc mà ế đấy anh em, tôi lại trồng một năm nữa. Tôi lại trồng thêm một năm nữa. Tôi lại nhân giống ở hai chu kỳ nữa. Tôi xem thế nào nào.
giờ là nằm trong chế độ tránh rồi đấy. Là trời, ai bán như nào kệ ai, con giống mình đang ít, mình không có vội vàng, ai cũng có tham tiền hết anh em, ai cũng tham tiền hết, bản thân Tùng cũng vậy. Ok, võ Duy Khương, Giang Vũ. Chào Nguyễn Thắng. Cho Giang Vũ một cơ hội, anh sẽ không thèm chặn Giang Vũ và cũng không thèm nói nhiều với Giang Vũ, tại vì tôi xác định là bạn không bằng tôi, cho nên tôi sẽ không thèm nói, chứ không phải tôi không biết nói. Nha nha Giang Vũ nha, chào Kiên Đặng, cảm ơn em rất nhiều. Nha Giang Vũ. Giang Vũ cao lắm, người mua Phú Thọ HO mất mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu giờ đi vào đi sân si thôi. Chào Minh Sang nhé, chào Lạc Lối Tìm Về. Chào Sơn Trần nha. Hằng ngày thì anh em vẫn inbox để sưu tầm giống tại vườn của Tùng. Và Tùng cũng cảm ơn anh em rất chi là nhiều khi anh em đã đặt trọn niềm tin. Vĩ Nam ơi, phê luôn. Thỉnh thoảng nhìn cái đọt xem thế nào. Anh em cứ hình dung này này, đất nước ta phải trải qua hàng ngàn năm bắc thuộc. Thôi cái đoạn xa quá mình bỏ đi, nhưng cái đoạn sau á, 80 năm đế quốc Pháp đô hộ nước ta, thế mà ta vẫn kiên trì chiến đấu và chúng ta đã thắng, đúng không? Đúng không anh em? Trận Điện Biên Phủ là còn gì, đúng không? Hà Nội 12 ngày đêm còn gì? Cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1955, Mỹ nhảy vào lấp chỗ trống, đúng không? Chúng ta vẫn kiên trì chiến thắng được đế quốc Mỹ. Nếu không kiên trì và không có niềm tin, làm sao chiến thắng được anh em? Trời ơi, đế quốc Mỹ sang đây đưa những máy bay B-52 đỉnh cao nhất mọi thời đại, đúng không anh em? Đưa chiến đấu cơ, đưa bom đạn kinh khủng khiếp, mạnh như vũ bão, mà chúng ta còn có niềm tin, mà chúng ta còn có chiến thắng cơ mà, đúng không? Thế bây giờ trong cái công cuộc kinh doanh này, mới khó khăn, mới thử thách mà không chịu nhiệt, thì sắp tới tôi này cũng bệnh này, các bạn cũng bệnh này, làm sao chúng ta chiến đấu được, đúng không? Bây giờ luyện để vượt qua khó khăn. Khó khăn đây mới là khó khăn về tiền bạc thôi. Còn khó khăn về bệnh tật nó kinh lắm. Mấy hôm nay Tùng đưa bố đưa mẹ đi khám bệnh đấy, mới đấy. Rồi về thằng cu lại sốt viêm họng. Mấy hôm nay Tùng bận lắm. Thiếu ngủ luôn. Đấy. Thế nếu bây giờ cái khó khăn về kinh tế, khó khăn về tình yêu, khó khăn về các mối quan hệ mà chúng ta không giải quyết được, chúng ta không cố gắng vượt qua, Tùng đẹp trai không cố gắng vượt qua, thì sắp tới Tùng đây ốm đau bệnh tật, làm sao chiến đấu để vượt qua được. Đấy, như bố tôi đây, 72 tuổi, năm ngoái bị tai biến liệt một nửa người luôn, có nghĩa là không nhúc nhích, không cử động được một nửa bên trái.
Thế mà với ý chí và lòng kiên cường của ông bố tôi, ông đã luyện tập vật lý trị liệu kết hợp với tôi đưa thầy đưa bác sĩ về. Thế mà lại bây giờ bố tôi đi lại được khoảng 90% bình thường, chạy xe máy, lái xe hơi, chở mẹ tôi đi cà phê, đi chơi, thăm các cô cháu bình thường. Đấy, nếu không có ý chí, không có nghị lực thì làm sao vượt qua được, lúc đấy mới là khó khăn. Còn khó khăn tiền bạc, khó khăn về tình yêu, khó khăn mối quan hệ nó quá bình thường. Quá bình thường các tình yêu ạ. Nha, quá bình thường luôn. Đấy lúc mà tôi và các bạn nằm xuống, ốm đau, bệnh tật, thậm chí là liệt giường, liệt chiếu, mà chúng ta không cố gắng để ăn này, không cố gắng để uống thuốc này, và có khi lại chết trước cái sự lo lắng. Lo quá, trời ơi Tùng ơi, Tùng bây giờ vợ đang trẻ, con thì nhỏ, ôi dồi ôi, giờ mà chết thì uống lắm, mơi lùa 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 chết mẹ đi. Thằng khác nó đi vô nó hốt liền, đúng không anh em? Nó nhanh lắm, bây giờ nó cứ trông như mình chết, mẹ nó tới nó thuê rạp, thuê bàn ghế trống kèn phụ. Thế là bắt đầu là kiểu là vợ thương chồng khóc nhiều, thôi đằng nào thì anh cũng chết rồi, thấy không? Ok, vừa lăng của anh nhé. Ok, chào Lâm Hậu, chào. Bác Trần Nhuận ơi, ai muốn lấy gì bù thì bù thôi. Tại vì những người đó nếu được hay là những tôi mà có được thì tôi cũng đấu cho ai, đấu cho bác, đấu Trần Nhuận. Ví dụ bác có thua thì bác tự chịu, tôi thua thì tôi chịu, tự chịu. Vì tôi thắng hay bác thắng, chúng ta đâu có chia cho ai. Đấy, đang kể tiếp cái câu chuyện vui. Là này này, khi mình chết thì mình khóc với ông hàng xóm. Khi mình chết cái vợ khóc với ông hàng xóm sang. Thôi đằng nào anh cũng chết rồi, có anh đây, để anh lo cho hậu sự cho chủ đạo nhé. Rồi ok, xong cái chết xong đó cách khoảng 5-7 ngày á, 5-7 ngày đó bắt đầu là kiểu người vợ bắt đầu chồng mới chết kiểu sợ ma, lại hay sợ ma, đang buồn đang hiu quạnh lại sợ ma. Thế ông hàng xóm mà cái thằng kia âm mưu rồi, bắt đầu mới quán nó vào, thôi có anh đây, bờ vai đây cho em y tâm, không sợ gì hết, coi đây. Thế dần dần nó sáng nó ngủ luôn cho khỏi sợ ma. Anh em hiểu không? Tôi và các bạn, nó sẽ tới việc đó. Chúng ta sẽ ốm đau, chúng ta sẽ bệnh tật. Đó mới là khó khăn kinh khủng khiếp. Còn bây giờ là bình thường. Vui tươi lên, phấn khởi lên, cho đầu óc nó thoải mái. Mà đầu óc thoải mái thì tạo ra nhiều nguồn năng lượng tích cực, tạo ra nhiều cái neuron thần kinh thông minh để làm được nhiều tiền, đúng không anh em? Nhiều tiền lại chơi lan. Nhiều lên tiền lại chơi lan. Xem có ai comment không để mình đọc mình chào nhờ, nãy giờ cứ quên nói chuyện. Lâu lâu nói chuyện vui cho anh em vui chơi. Mà thật sự là như thế. Ok, chị Mai Nguyễn nha. Chào Nguyễn Thanh Dũng. Chào Nguyễn Hồng Thư. Chào Đức Tâm Nguyễn. Không, mình nói thật mà. Nguyễn Thanh Trung, sợ nhất là thằng cha hàng xóm. Hàng xóm thì nói chung là mình cũng sợ một phần thôi. Nhưng mà nhiều thằng khác đang âm mưu lắm anh. Nhiều thằng khác đang âm mưu lắm. Chào Phạm Hùng nha. Không, mình nói thật mà. Đó là câu chuyện thật mà nó đã có thật như vậy rồi. Bây giờ ông có yêu thương vợ con đến mấy, nhưng mà ông lo lắng quá, ông để mong chết đi thì cũng mất, cũng hết luôn. Làm sao ông cản được cô ấy đi với thằng khác? Làm sao ông cản được thằng khác nó tới nó chiếm vợ ông? Đúng không? Cho nên là anh em ta, những thằng đàn ông bản lĩnh là chúng ta phải vượt qua được khúc cua. Chúng ta là vượt qua được khó khăn về trong tình yêu, trong gia, trong các mối quan hệ, trong làm ăn, trong tiền bạc kinh tế luôn. Và Tùng đã từng bước vượt qua những khó khăn. Và đương nhiên trước mắt Tùng đang còn cực kỳ nhiều khó khăn. Và Tùng dám nhìn thẳng vào cái sự vật hiện tượng đó, cái mức độ khó khăn đó, để đối diện với nó, đón nhận nó và chiến đấu với nó. Ok. Ok, cảm ơn anh Trần Quốc Dũng. Cảm ơn Vũ Lưu nha. Đã chia sẻ nha. Đúng rồi anh em. Giờ tôi chỉ cầu mong làm sao mà đến lúc mà tôi
tôi ốm đau bệnh tật mà tôi cố gắng tôi vượt qua được nữa mới là ghê gớm, mới là giỏi. Còn cái khó khăn về kinh tế tôi vượt qua cái một, đúng không? Có gì đâu, một năm không vượt qua thì hai năm không vượt qua thì nhiều năm, đúng không các tỷ yêu, đúng không anh em? Một số người mới nợ nợ tí khó khăn tí đem làm bậy làm bạ cái là không được, dứt khoát là không như thế. Nó hưởng hết anh nhé, đủ thứ trên đời. Tiếp tục là tôi uống miếng nước nói chuyện với cả nhà cho vui, đúng không? Bây giờ mình phải tỉnh táo chứ. Đấy, phải uống lọc gan. Xin chào và cảm ơn hơn 200 người đang xem live của Tùng. Lên tâm sự nói chuyện cho vui. Chứ thực sự Tùng không phải là cứ lên live là để bán lan, để bán cây, không phải. Mà thậm chí là đôi lúc mình Tùng buồn ngủ, Tùng thiếu ngủ, Tùng thiếu thời gian, nhưng mà vẫn cố gắng lên vườn để mà cho anh em xem cây, nói chuyện tâm sự, rồi nối dóc, rồi tấu hài cho anh em vui, có niềm vui, đúng không? Nhiều khi xem live cũng Tùng học hỏi được anh em qua từng câu nói, anh em cũng nhìn thấy Tùng có cái tràn đầy năng lượng, anh em cũng vui, mà Tùng đem lại nhiều niềm vui cho anh em là vui rồi. Còn anh em thích mua cây thì anh em inbox thôi. Đó. Hoặc là Tùng có cây nào thì Tùng đăng, anh em ưng thì mua. Ok Thuận Phan, chào Lâm Nguyên nhé, chào anh Việt, em cũng ok, ok anh Việt nhé. Hàng xóm láng náng giềng cũng giếng nàng. Có nhà tí nữa rồi, có một cái kỳ cờ đỏ bé bé xinh xinh rất là đẹp luôn. Này, đấy, anh em mà muốn thì anh em hỏi thì Tùng trả lời. Đây là có kỳ cờ đỏ bé bé xinh xinh nè. Bán trên live thì Tùng bán giá mềm hơn nè. Cảm ơn bác luôn luôn. Có một cái kỳ cờ đỏ bé bé xinh xinh, đẹp. Đẹp luôn. Kỳ cờ đỏ bé bé xinh xinh này bộ rễ khỏe, đang đi ngọn đẹp. Kỳ này thì bình thường Tùng bán là với giá nhiều hơn, nhưng mà lâu lâu anh em không Tùng cũng chưa bán á. Tùng chưa bán trên live. Đấy, bây giờ Tùng chia sẻ cho bạn gì đó. Với giá đẹp luôn là 19,9 triệu nha. 19,9 triệu. Kỳ cờ đỏ nha. Mười chín phẩy chín triệu. Và bình thường Tùng bán hai mấy triệu. Cái mắt ngủ ba linh kỳ Tùng đã bán là 19,9 rồi, nhưng mà giao lưu một kỳ này thôi, trên live cho vui thôi, không áp dụng với giá thị trường và không áp dụng với giá Tùng thường bán rẻ hơn nha. Tiến ích nha, 19,9 triệu nha. Tiến ích nha. Em chào anh Long Nguyễn, chào In Chu Văn. Kinh Bắc giá rất là mắc. Cây của ai thì vào nhận nhé. Tùng mới xịt cái chống thối nhũn đó, cái phòng bệnh. Thế này nó loang.
Đây là một cái cây kinh bắc hai mầm gốc. Một cây kinh bắc hai mầm gốc. Nó mới nhú mầm gốc cho nên phải để gần cái quạt đây này. Đó, phải để gần cái quạt đấy. Cây kinh bắc hai mầm gốc. Mầm bên này thì nó đang đi luôn này. Mầm bên này có khi là nó thắt. Mầm bên trái nó thắt. Anh em sắp được ngắm kinh bắc rồi nha anh em. Anh em sắp được ngắm kinh bắc rồi nha. Kinh bắc đây nè. Anh em ngày mai là ngắm người đẹp không tên. Ngày mai ngắm Mắt Lệ. Ngày mai ngắm Ngọc Sơn Cước. Và sắp tới anh em sẽ được ngắm kinh bắc. Hai mắt là 200 triệu của tôi. Bên này là cái bông này anh em. Cái mắt này là cái bông. Còn bên này là cái hoa. Một mắt là bông, một mắt là hoa. Vậy tại sao mà kinh bắc nó mắc? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. 10 giờ tối rồi mà đông anh em xem. Hôm qua mới đông. Hôm qua Tùng lên like cũng báo lửa. Cảm ơn bác Đặng Oanh nhé. Tin đoàn không hiểu giá lan thế nào. Nhiều giá nhiều loại nha bác. Cảm ơn bác Đặng Oanh nhé. Em chào anh giàu Đinh Văn Nhâm. Chê em nghèo, em mời vào nhà em chơi. Gần đó mà không thèm vô. Chán anh giàu quá. Hồng Ngọc Trai. Hồng Ngọc Trai cũng sắp nở này anh em này. Có 4 kỳ trên thân cực đẹp luôn. To lắm. 4 kỳ trên thân trà bá lửa luôn. Kỳ nào cũng đang đi ngọn đẹp. Người đẹp không tên cũng sắp nở. Ngày mai Tùng sẽ live vào lúc khoảng độ 10 giờ để cho anh em cùng ngắm hoa. Và buổi chiều Tùng sẽ live đâu đó khoảng 5 giờ để cho mọi người xem toàn cảnh cái sự kiện trọng đại và rất lớn tại thành phố Dĩ An khi được đón nhận là đô thị loại 2 từ Trung ương. Đấy, mai là các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố cũng như người dân và các khách mời sẽ có mặt tại Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An ngay tại quảng trường lớn. Và ngày mai thì nhà hàng của Tùng rất là vinh dự khi được thành phố giao cho cái nhiệm vụ thực hiện cái chương trình này, đồng thời làm một cái buổi tiệc rất là lớn. Cho gần 1.000 khách VIP. Gần 1.000 khách VIP đấy. Phục vụ tiệc đấy cả nhà. Phục vụ tiệc cho gần 1.000 khách lớn. Tiên đoàn ơi, ai muốn bán bao nhiêu thì bán bác ơi. Bán giá dưới đất thì có khi là hàng fake nha. Lê Ba ơi, để mai Tùng tìm, Tùng cho anh em tìm chụp cho Lê Ba nhé. Ok, Đinh Văn Nhâm. Có nhà bác Thuận Phan đây. Bảo Duy thì nếu mắt ngủ Bảo Duy ba lên kia là 3 triệu 3 nha bác nhé. Mắt ngủ Bảo Duy ba lên kia là 3 triệu 3. Ai có cây người ta muốn bán bao nhiêu thì người ta bán anh em ạ. Đôi khúc lúc không thể so sánh được.
Thứ nhất là độ to nhỏ khác nhau, đẹp xấu khác nhau. Rồi bán thì gửi hay không, hay là chăm dùm. Rồi chuẩn giống, đặc biệt là chuẩn giống hay không. Nguy hiểm nhất, ví dụ mình đang bán cái Long Khánh là 100 triệu chẳng hạn. Nhưng mà bên kia nó không bán với giá 2-3 triệu. Mà nó bán giá đâu đó 6-70 triệu. Cái đó là anh em mới dính nhiều. Anh em mình dùng không? Thường á, thì trong đầu người ta nghĩ rẻ, tự nhiên Long Khánh đang bán 100 triệu. Mà thằng kia nó bán 2 triệu, thằng kia bán hàng fake hàng đều rồi. Như thế á, thì còn nghi ngờ. Nhưng bây giờ bọn mà bán hàng fake hàng giả, kể cả những thằng lâu nay có tiếng trong ngành lan luôn, có tiếng trong ngành lan bán luôn, bây giờ bán hàng fake luôn, bán sai cây luôn. Đấy, nói cho anh em biết nha. Và thế này này, thí dụ bây giờ Tùng đang bán 100 triệu, nó không bán 2-3 triệu hàng fake, mà nó lấy hàng fake nó bán 6-70 triệu. Thì mọi người bảo 6-70 triệu là mẹ nó bán hàng xịn rồi đấy, nhưng bán rẻ hơn Tùng hói, thí dụ vậy. Chết người luôn. Một số anh em đang dính luôn, và khi tôi đi thăm vườn anh em, tôi thấy kỳ đó nó, thân lá nó không phải rồi. Rõ ràng là thân lá nó không phải. Rất nguy hiểm. Vừa rồi có một idol, bán cho một idol ở Bình Phước, một idol thâm thấp luôn luôn, bán cho một idol ở Bình Phước một cái cây bảo duy to tướng hơn 1 mét. Đấy, dân ấy, dân buôn ấy, rồi dân thành công ấy, giao lưu với nhau. Mà anh em biết không, nó sai cây 100% luôn. Quá nguy hiểm. Còn như vườn Tùng, cây nở rồi mới bán. Cây nào nở hoa rồi mới bán, cho nó chắc, cho nó lành. Chậm một tí nhưng mà chắc. Chào bác Thái Nguyễn nha. Chào Hồng Lê. Vũ Tiến Đạt ơi, có mặt hoa rồi thì bây giờ cây, cái cây đó mà nở hoa thì bác lấy là bác bán là bình thường. Còn nó nói là cây mẹ nở hoa thì nó có quay clip cây mẹ nở hoa không? Ví dụ như Tùng ở đây, Tùng không bao giờ dám bán những cái hàng fake, không bao giờ dám bán sai cây chẳng hạn. Vì sao? Mình ở một chỗ. Còn những thằng kia bây giờ đấy, đầu tư xong mà mẹ kêu đền lại tiền gốc, còn không đền chứ ở đó nó tiền lãi. Nó đã không đền tiền gốc thì khi mà bạn mua của nó một cái cây bị sai đi, lấy cái gì nó đền cho bạn? Tiền đầu tư mà còn không lấy lại gốc được đấy. Còn trong thời điểm khó khăn, ví dụ anh em đầu tư ở một vài vườn ở đó, hay là vườn Tùng đi, ok, đến kỳ hạn trả rồi thì mình trả lại gốc. Rồi thay vì là bao lời 100% đi, thì bây giờ khó khăn anh em chia sẻ, anh em tính 30-40% tiền lời thôi là cũng quá ngon cho một năm. Như thế nó mới gọi là được. Đúng anh em? Còn bây giờ người ta đầu tư tiền gốc mà nó không trả lại tiền gốc. Đúng không? Chứ đừng mơ mà lấy tiền lãi. Đúng chưa? Chứ đừng nói bây giờ nó bán sai cây cho anh em, mai mốt ở đó mà đền. Đào đó ra mà đền. Tiền ông đưa cho nó, ông đầu tư thôi, không phải mua cây nhé. Mà nó không đền tiền lại cho ông, đừng nói ông mua cây sai cây mà nó đền. Nguy hiểm lắm. Anh em hết sức bình tĩnh. Ok, bác Đặng Oanh chậm nhưng chắc. Chào Biển Ngọc nha. Phùng Bá Thanh kinh bắc chợ mới đâu em. Đây, chợ mới là hết nước chấm luôn anh ơi. Chợ mới đây nè. Một cái mầm to tướng luôn nè. Cái mầm anh có thấy là to hơn cái thân già của thân mẹ không? Mầm to là một, cái mầm bên phải này thì nó thắt rồi. Và nó đang ra một cái mầm khác đây, ở bên thân này, hai thân này tách nhau rồi nhá. Một cái mầm con đó này. Bên cái thân già này đã tách rời rồi, cho nên cái mầm này bây giờ nó đang ra luôn này. Đấy, thần cây thương. Là coi như ba mầm, hai mầm đang đi và một mầm bên phải ngoài cùng là thắt. Hai cái thân già thì đã tách đôi lâu rồi anh ạ. Cho nên bây giờ cái mầm bên này nó lên không liên quan gì tới cái mầm to hết. Phê luôn.
cái mầm nó to hơn thân già đó anh em. Người đẹp Kinh Bắc, à không, không phải là người đẹp Kinh Bắc mà là năm cánh trắng Kinh Bắc. Những người đó thì chắc chắn là họ không có uy tín rồi, bác Nguyễn Văn Tạo ơi, bác Nguyễn Văn Tao ơi. Chứ còn như một số các vườn khác hay là như vườn em đi, cái vườn lan của em là nó nằm trên tầng 3 của trung tâm hội nghị Tử Cứ Thanh Tùng, là đất của em. Em không có chạy đi đâu được hết. Anh em nhá, không chạy đi đâu được hết. Số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, trung tâm hội nghị Tử Cứ Thanh Tùng, trên mái là một vườn lan đây. Chạy đi đâu cho thoát hả hói? Chạy đi đâu cho thoát hả hói? Chào Nguyễn Văn Luyện nha. Ok anh Phùng Bá Thanh, chào bác Thạnh Hoàng. Cảm ơn anh Thanh. Anh có tin là em dự đoán là mầm nó đi hai cái mầm này, ba cái mầm này thì một mầm bên phải ngoài cùng là nó thắt rồi đúng không? Hai cái mầm kia em đảm bảo anh luôn là nó vượt qua cái mầm của anh đấy. Và em cho rằng bây giờ nó đã hơn mầm của anh rồi. Em đoán thế không biết đúng hay không? Anh Phùng Bá Thanh là anh ruột của Tùng nhá. Tùng đổi qua họ Phùng rồi. Là một người đam mê hoa lan, là một người anh uy tín. À, có những con giống như là đôi mắt Pleiku, Long Khánh, Kinh Bắc, Cờ Đỏ và một số loại giống khác. Một người anh rất là đam mê, nhiệt huyết và máu lửa và uy tín nha. Anh em kết bạn với anh Phùng Bá Thanh nha. Chào Đinh Duy Dinh nha. Anh em kết bạn với người anh uy tín Phùng Bá Thanh nha. Trần Cần 250 sang thế giới là sao? Chào Đào Kế nha. Cảm ơn bác Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Tao. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Trung. Chu à, in Yên Chu Văn ơi, người đẹp không tên thì bây giờ nó có cái kỳ bé bé như thế này này. Kỳ bé như thế này là 5 triệu này. Người đẹp không tên, kỳ bé như thế này là 5 triệu nha. Người đẹp không tên, kỳ bé rễ khỏe như thế này là 5 triệu. Kỳ này chừng 1 tháng nữa thì phê pha luôn. Mà không ở trên like cho nó máu luôn nè. Bác thì lấy chia cho bác cái kỳ này 5 triệu rưỡi này. Bao gồm 1 kỳ và đang còn 2 mắt ngủ luôn. 1 kỳ và 2 mắt ngủ luôn. Trên like chia sẻ rẻ cho anh em luôn 5 triệu rưỡi, 5,5 triệu nha. Người đã không tên. Kỳ này là phê pha khỏe luôn. Còn 2 mắt ngủ. Đấy, cây cối bây giờ anh em thích thì chia sẻ thôi. Êm ái thôi. Xem còn ai xem cho một comment. Mầm Long Khánh đây anh Phùng Bá Thanh ơi. Có những con giống VIP và hiếm ít rồi, nhưng mà chúng ta phải cần trăm được cây nhân được giống. Cái Sơn Hồng ơi, ai muốn xả cái gì thì xả, có gì đâu. Ai muốn xả gì, ai muốn bán gì thì bán thôi, mình không quan tâm.